Vậy là một mùa giải nữa của PMPL lại sắp đến. Ngày hôm nay hãy cùng mình hoài niệm và quay ngược trở lại về những giải đấu PMPL đầu tiên để xem PUBG Mobile chuyên nghiệp Việt Nam đã thay đổi như thế nào nhé. Ngày 14 tháng 3 năm 2020, chứng kiến giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên của tựa game PUBG Mobile tại Việt Nam với tổng giải thưởng lên đến 1,4 tỷ đồng với cái tên PMPL Việt Nam Season 1. Silence cũng nằm dưới mạng ấy từ chiều Ricky. Và ngay lập tức đó, đắp bổ độc vào vị trí Uyga và đó chip bổ độc vào và một chút nữa thôi Uyga có thể làm bốn được tình huống vừa rồi. Bóc Gaming với lineup Loki, Luis, Hiếu Mèo, Pimay, Uyga đã xuất sắc lên ngôi vô địch và trở thành nhà vô địch đầu tiên tại giải đấu PMPL. Với độ phổ biến của tựa game PUBG Mobile, ngay trong năm 2020, giải đấu tiếp theo PMPL Việt Nam Season 2 được tiếp tục tổ chức với 24 đội tuyển mạnh nhất của PUBG Mobile Việt Nam ở thời điểm bấy giờ. Lần này tổng giải thưởng ở giải đấu lên tới 1,5 tỷ đồng. Bởi cắn xong các player sẽ có những chi phí và số được vui bão ở đây thì đó là Tôm. Ngay lập tức phát hiện ra các thành viên bên phía BAT và có lẽ là Tôm đổi được một mạng trước khi nằm xuống. Thì có sự xuất hiện của Tấm Z để hỗ trợ nhưng không thể làm gì được nữa rồi, đó là bài Tôm. Nhưng ngay từ đó thì có 2v4 chắc và bây giờ Tuấn Z đổi được liệu hoàn toàn bên phía team đối phương. 2v4 thành công với các thành viên bên phía team BIT ở VGaming Clear có được cho mình đó là 3 kill. Nhà vô địch PMPL Việt Nam mùa 1 tiếp tục thể hiện một bộ mặt vô cùng mạnh mẽ. Như lần này, họ đã không thể bảo vệ được chức vô địch của mình và thất bại dưới cái tên VGaming. Nối tiếp sự thành công của PMPL Việt Nam mùa 2, đầu năm 2021, giải đấu PMPL Việt Nam mùa 3. Lần này thể lệ và giải thưởng của giải đấu đã khác và không còn 24 đội tuyển như trước nữa. Sự cạnh tranh đã khốc liệt hơn khi chỉ còn 20 đội tham gia. Tổng giải thưởng nhiều nhất từ trước tới nay đến hơn 1,7 tỷ đồng. Rabbit đã tiếp cận được vào khung đáp home shelter rồi nha. Và hãy cùng chuyện xem Rabbit quẩy như thế nào đây. Một tình huống phát rất tốt đến từ bên phía của MFQ khiến cho Rabbit chậm lại một chút người hồi tình rồi. Rabbit đang liên tiếp xây và đó là tình huống tốt đến từ Vichao Rabbit nha. Bên phía MFQ tan vỡ rồi, họ chỉ còn lại một thành viên cuối cùng thôi. Một thứ kia trở về đó là 3v2. Hero Gaming đang cố gắng đây, đốc được một từ Hero Gaming rồi, đưa tình huống về là 2v2. Cơ hội là con người chủ phải kìm đi. Rabbit xuất hiện và đó là dấu chấm hết dành cho Hero Gaming. Với sức trẻ và kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp lâu dài, Rabbit và các đồng đội của mình ở Học viện Nam Blue lần đầu tiên lên đỉnh vinh quang của nền PUBG Mobile Việt Nam và ấm về cho mình hơn 200 triệu đồng tiền giải thưởng. Giải đấu PMPL Việt Nam mùa 4 được tổ chức sau mùa 3 khoảng 6 tháng và ở ngay thời điểm dịch Covid bùng phát ở Việt Nam, nhưng điều đó không thể cản bước được sức nóng của giải đấu PUBG Mobile. Tuy Dingo Xavier vẫn thể hiện một bộ mặt hủy diệt cả giải đấu, nhưng người xuất sắc hơn ở mùa giải lần này lại một lần nữa là cái tên VGaming. Ngày 22 tháng 3 này, giải đấu PMPL Việt Nam mùa xuân 2022 sẽ chính thức khởi tranh. Hãy cùng đón xem và cổ vũ các đội tuyển các bạn yêu thích nhé. Đón xem ngay PMPL Việt Nam mùa xuân 2022 được phát sóng vào lúc 16:30 hàng ngày từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022 trên các kênh sóng của PUBG Mobile Esports Việt Nam. Nỗ lực đổi lấy thành công, vinh quang gọi tên người chiến thắng, Endless Fight.